Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân chưa nên tự mua Monopiravir. Phó Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Đức Hải khuyến cáo người dân chưa nên tự mua thuốc Monopiravir vì chưa có hướng dẫn từ Bộ Y tế. Thành phố cũng còn 36.000 liều cấp miễn phí. Thông tin được ông Hải nói tại buổi họp báo về công tác phòng chống dịch thành phố chiều 28 tháng 2. Theo đó, người dân test nhanh dương tính nên khai báo với trạm y tế địa phương, được nhân viên y tế theo dõi, quản lý và chăm sóc. Ông Hải nói khi đánh giá F0 nằm trong nhóm cần sử dụng thuốc kháng virus, bác sĩ sẽ kê đơn, phát thuốc miễn phí, người dân không nên tự động uống hoặc mua. Monopiravir được Bộ Y tế cấp phép khẩn cấp hôm 17 tháng 2, cho phép bán trên thị trường với giá 8.675 đồng một viên. Thuốc hết giai đoạn thử nghiệm, do đó Bộ Y tế ngưng chương trình thí điểm cấp phát Monopiravir cho F0 và tính đến phương án cấp miễn phí cho F0 điều trị tại cơ sở y tế. Tuy nhiên, Chánh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, Sở đã gửi công văn đến Bộ Y tế đề nghị hướng dẫn về việc sử dụng kinh doanh thuốc, hiện chưa nhận được phản hồi. Tuần qua, một số nhà thuốc đã bán Monopiravir trên thị trường, nhưng ngày đầu nhiều người dân gặp khó khi tiếp cận thuốc. Do nhà thuốc chỉ bán cho người có toa thuốc chỉ định của bác sĩ hoặc giấy chứng nhận đang điều trị F0 của y tế địa phương. Trong khi đó, nhiều người tự test nhanh, tự điều trị tại nhà, không khai báo y tế địa phương nên không có giấy xác nhận F0 từ cơ quan chức năng. Sau đó, các nhà thuốc tìm cách tháo gỡ khó khăn cho người mua. Hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu chấp thuận theo phương án người dân quay video tự test nhanh tại nhà dương tính, làm điều kiện bán thuốc. Monopiravir không được sử dụng quá 5 ngày liên tiếp, không sử dụng để dự phòng trước hoặc sau khi mắc COVID-19 hoặc điều trị khởi đầu cho bệnh nhân COVID-19 nhập viện. Trẻ em, bệnh nhân dị ứng với Monopiravir hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc, phụ nữ có thai và đang cho con bú không sử dụng thuốc này. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.